full led rồi mà vẫn độ. Nhiều người thì bảo là mấy cái ông đèn có đèn led rồi thì độ làm cái gì nữa, đúng không ạ? Nhưng mà nói thật với anh em, một số cái con đèn ví dụ như là của xe Fortuner hoặc là Sinh 5 ấy, về cái ánh sáng đèn nguyên bản theo xe thì nó kiểu dở ương, sáng không phải sáng hẳn mà tối không phải tối hẳn, rất là dở. Đấy, nên là nhiều anh em giờ hiện tại rất là đang đắn đo là không biết là có nên đi độ đèn hay không. Thì đây là một chiếc xe mà bên mình vừa tiến hành thi công nâng cấp đèn xong cho đây, chiếc Fortuner đã được trang bị đèn full led rồi. Nhưng mà vì ánh sáng cho ra thì nói chung là nhiều lúc đi nó vẫn hạn chế và đi rất là tối, thì lại nâng cấp lên đèn led. Như con này ấy, thì là lắp đặt zin anh em nhé, bắt zin. Đấy, lắp đặt xong bi 3 chấm. Bên này vẫn giữ nguyên này, thay một quả bên này thôi. Đó, anh em có thể thấy ánh sáng sau khi lắp đặt đây, nó ngon như thế này cơ mà. Còn đèn nguyên bản này thực ra thì nó cũng sáng nhưng mà nó không phải là cái dạng mà ánh sáng tốt, gọi là ví dụ như anh em đi ngắn thì ok, chứ còn nếu mà anh em chạy đường dài mà đi đèn nguyên bản cũng vẫn là rất là tối. Đấy, đi rất là mỏi mắt. Đó là anh em nào mà đã thay đèn cho Fortuner thì cho em xin chút ý kiến anh em nhá.